Tối ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão nhằm ngày 5 tháng 2 năm 2023, tại chùa Từ Lâm, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã trang nghiêm diễn ra Pháp hội Dược Sư, nguyện cầu quốc thái dân an, phong điều vũ thuận, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Cử hành Pháp hội có Hòa Thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng Pháp Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, trụ trì chùa Từ Lâm, chư tôn đức tăng ni các tổ đình, tự viện, niệm Phật đường cùng quý đạo hữu Phật tử các giới. Mở đầu Pháp hội, Hòa Thượng Thích Huệ Phước đã nêu rõ ý nghĩa của việc đọc tụng và hành trì Kinh Dược Sư. Hòa Thượng khuyến tấn rằng, đại chúng hãy cùng trì tụng Kinh Dược Sư để tích lũy vô lượng công đức, vượt qua những chướng ngại, khó khăn bệnh tật và khơi dậy trưởng dưỡng tình yêu thương vô ngã, vị tha, vì lợi ích hết thảy chúng sinh, đồng cầu nguyện cho Pháp giới lục đạo chúng sinh, âm linh cô hồn, siêu sinh Phật quốc. Hòa Thượng cũng nhắc rằng, là người Phật tử, chúng ta phải đem 12 hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư ứng dụng trong đời sống tự thân cũng như xã hội. Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, Hòa Thượng Sám Chủ Thích Huệ Phước và chư tôn đức Ban Kinh Sư đã cử hành nghi lễ cầu quốc thái dân an, quý đạo hữu Phật tử các giới đồng trì tụng Kinh Dược Sư cầu nguyện.